Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 390 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Máu của Hoa Trấn Thiên đã tới tay. Phương Hàn có thể mượn giọt máu này suy tính ra một số tin tức của Hoa Thiên Quân, sau đó kết hợp với khí tức của Hoa Thiên Đô, từ đó suy tính những đầu tơ mối nhợ. Hiện giờ lực lượng của Chu Thiên Nghi đã mạnh lên rất nhiều, bởi vì trình thể trí bảo tam thập tam thiên thăng cấp, dẫn tới pháp bảo tăng lên đến một cảnh giới tinh diệu. Chân chính có một tia khí tức diễn tính Chu Thiên. Phương Hàn đứng vững, điều tức nguyên khí trong thân thể, liền nhỏ một giọt máu của Hoa Chấn Thiên vào trong đó, lập tức được một cỗ Chu Thiên chân khí bao bọc, phân tích khí tức huyết mạch Thiên Quân trong đó. Khí tức của Hoa Thiên Đô, Phương Hàn hoàn toàn có thể bắt chước được, năm đó hắn ở thế tục từng có lời thề đại thủ với Hoa Thiên Đô, ước hẹn 10 năm, tuy rằng sau đó không giải quyết được gì, bởi Hoa Thiên Đô phi thăng thiên giới, chẳng qua, lời thề này không thành, vẫn luôn là một tiếc nuối huống hồ, ở trong lòng Phương Hàn cảm giác giữa Hoa Thiên Đô cùng Hoa Thiên Quân khẳng định có liên hệ đầu tơ mối nhợ nào đó, như thế không thể không chú trọng. Lỡ như Hoa Thiên Đô là Hoa Thiên Quân chuyển thế, vậy thì sợ rằng sau này chiến thắng đối phương sẽ là khó khăn chất chồng. Phương Hàn hiểu được thật sâu, Thiên Quân chuyển thế khủng bố cỡ nào. Thân là Thiên Quân chuyển thế, có thể nói không gì địch nổi, tốc độ tiến triển cực nhanh, vượt ra tồn tại bình thường, coi như là Tiên Hoàng chuyển thế cũng phải kém hơn. Hoàng giả trí tiên chuyển thế mỗi người đều là thiên tài vô địch, chẳng qua căn bản không thể so sánh với thiên quân chuyển thế. Nếu như thật là thiên quân chuyển thế, cứ nhìn Phương Thanh Tuyết thì biết. Cho dù Phương Hàn kỳ ngộ liên miên, thế nhưng tốc độ tu hành của Phương Thanh Tuyết không kém hơn Phương Hàn chút nào, đôi khi cảnh giới còn vượt lên trước. Về phần hạng nhất chân, căn bản không phải giả dạ đế thiên quân chuyển thế, mà là một môn thần thông do giả dạ đế tu luyện chuyển thế thành người, tương đương như nô bộc của giả dạ đế. Bằng không, Phương Hàn muốn chiến thắng hắn, quả thật là không thể nào hiện giờ để cho ta xem hoa thiên quân rút cuộc có phải chuyển thế thành hoa thiên đô hay không ngón tay phương hàn khẽ động nguyên khí quay người liền ngưng kết thành một cái bóng cái bóng này mặc trang phục màu xanh tay áo phất phới khí thế đè nén núi sông trong nháy mắt có thể đóng băng thiên hạ đây là hư ảnh của hoa thiên đô không là hình thể có được máu thịt chân thật hiện giờ phương hàn đã có được bản lĩnh hoàn toàn lợi dụng tạo hóa hư không ngưng tụ thành chân thân hắn lợi dụng ký ức đã gặp hoa thiên đô của mình đắp nặn ra một người có máu có thịt hoàn toàn mới, có tính cách, có linh hồn từ Hoa Thiên Đô. Chu Thiên Nhi căn cứ ký ức của Phương Hàn, suy tính hoàn mỹ toàn bộ hình thể, diện mạo, giọng nói, tính cách của Hoa Thiên Đô, giống y như đúc Hoa Thiên Đô ở thế tục. Còn Phương Hàn lại lợi dụng lực tạo hóa, một lần nữa ngưng kết máu thịt, pháp tắc, thậm chí các loại thần thông đạo thuật, tạo ra một Hoa Thiên Đô nguyên vẹn. Lần này Phương Hàn thi triển đạo thuật không giấu giếm mọi người, mà thi triển ra ở ngay trước mặt bọn họ. Tiểu phủ hoàng, tử vũ hoàng cũng không biết hắn muốn làm gì cũng không dám hỏi nhiều bọn họ đều biết mỗi một hành động của phương hàn đều ẩn chứa thâm ý tuyệt đối không thể phỏng đoán một người nam tử áo xanh dần dần ngưng tụ thành hình thể máu thịt đầy đủ chẳng qua mọi người đều không nhận biết hoa thiên đô nam tử này chỉ trong ba hơi thở do phương hàn sáng tạo ra từ trong hư không có được linh hồn tư tưởng đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy phương hàn trước mắt phát ra tiếng nói hoa thiên đô ta làm sao lại ở đây ta không phải tu thành thân bất tử ở trong thái nhất môn hay sao? Ngươi là ai? Hoa Thiên Đô nhìn về phía Phương Hàn trước mắt. Diện mạo Phương Hàn hiện giờ là phong duyên sau khi chuyển hóa, không còn một chút khí tức trước kia, coi như thánh nhân cũng không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Bởi vì thân thể của hắn hiện giờ là do tinh thể thần quốc cấu thành, có thể tùy ý hóa thành vô số bộ dạng. Phương Hàn nhìn Hoa Thiên Đô do mình sáng tạo trước mắt, vung tay lên, thu Hoa Thiên Đô vào trong tinh thể thần quốc, mạnh mẽ hỗn hợp cùng giọt máu ở trong chu thiên nghi. Giọt máu huyết của Hoa Trấn Thiên, trong đó có lực huyết mạch thiên quân, ngay lập tức tiến vào trong thân thể Hoa Thiên Đô do Phương Hàn sáng tạo ra. Hoa Thiên Đô sáng tạo ra từ trong hư không này hấp thu lực lượng huyết mạch của Hoa Thiên Quân, toàn thân lập tức phát ra một loại khí tức quỷ bí, tóc đen tung lên, mỗi sợi như một con linh xà, thâm nhập vào hư không. Phương Hàn lập tức thúc đẩy Chu Thiên Nghi, thậm chí còn vận dụng Thiên Mệnh Cầu trong Bát Bộ Phù Đồ, kiểm tra quỹ tích số mệnh, cũng bắt đầu thúc đẩy tiểu túc mệnh thuật. Một con sông dài số mệnh xuất hiện trên đỉnh đầu Hoa Thiên Đô, lặng lặng thăm dò. Hoa Thiên Đô mới sáng lập ra, dung hợp huyết mạch thiên quân, ánh mắt sắc bén, nhìn thấu hư không, vươn tay ra, trực tiếp chộp tới tương lai. Phương Hàn thầm kêu một tiếng, không tốt, bởi vì hắn cảm giác được, trong quá trình suy tính, trong sâu xa có một cỗ lực lượng lặng lẽ đột nhiên phủ xuống, đổ thẳng vào trong cơ thể Hoa Thiên Đô do mình sáng tạo ra. Còn Hoa Thiên Đô này đã không còn là một con rối nữa, mà biến thành một đại nhân vật, một đại tôn có thể ngạo thị quân hùng, ngạo nghễ chúng sinh. Ở trong Chu Thiên Nghi, Hoa Thiên Đô này phát ra tiếng nói cuồn cuộn, "Phương Hàn, ta biết tên ban đầu của ngươi là Phương Hàn, lại còn muốn nhìn trộm huyền bí của ta, quả thật tìm chết mà." Tiếng nói này căn bản không phải Hoa Thiên Đô, mà là đến từ tồn tại hùng mạnh ở không gian dị độ xa lạ. Tồn tại hùng mạnh này quá rõ ràng chính là Hoa Thiên Quân trong truyền thuyết. Trong lòng Phương Hàn chợt kinh hãi, bởi vì trong khoảng khắc đó, hình thể Hoa Thiên Đô do mình sáng tạo ra càng ngày càng phình to, lớn đến khó mà tin được đã sắp trực tiếp chấn vỡ nát thế giới trong chu thiên nghỉ. Nếu như mà kệ cho đối phương vĩnh viễn tăng trưởng tiếp tục, như vậy rất có thể sẽ trực tiếp nổ tung, thân thể mình cũng sẽ không đỡ nổi, hoàn toàn nổ thành bột phấn. Áp chế cho ta. Ý chí của Phương Hàn đột nhiên tiến vào trong chu thiên nghi, hóa thành chân thân của mình, đánh ra một quyền. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, mạnh mẽ bùng nổ, chiến lực 33 lần nhảy trồm như thủy triều, ngưng tụ thành một cái nguyên điểm, diệt sát chém tới hoa thiên đô. Đánh cắp tạo hóa, bản thân không phải tạo hóa, Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, không phải dùng như thế, để ta dạy cho ngươi đi. Phương Hàn, căn bản không biết từ nơi nào ở không trung, một cỗ lực lượng phủ xuống trên thân thể Hoa Thiên Đô lần nữa, sắc mặt Hoa Thiên Đô này khẽ động, sau lưng cũng lóe lên hư ảnh tam thập tam thiên, lực lượng ngưng tụ, cũng đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, chiến lực 33 lần. Hai quyền đánh ra ở Chu Thiên Nhi, lập tức bộc phát ra cơn bão táp hủy diệt. Thời gian tự tại vương Phật, chấn áp nguyên khí. Phương Hàn sợ sẽ đánh tan Chu Thiên Nghi, chính mình lại phải tu luyện lần nữa. Trong sát na nguyên khí bùng nổ, giống to lên trên không, một tấm phủ lục vàng kim hiện hiện ra. Hư ảnh thời gian tự tại vương Phật lại hiện ra, tăng nhân áo vàng kim, chân trần, hiển hiện giữa hư không, liền biến thành một vòng sáng, chấn áp nguyên khí bùng nổ xuống. Còn hóa thiên đô va chạm với phương hàn, hình thể cũng bắt đầu tan vỡ. Dù sao chỉ là một cỗ lực lượng truyền tới mà thôi, hơn nữa nơi này là thái cổ chi khư, coi như là thiên quân cũng khó mà truyền ý niệm tới đây. Hừ, tiểu tử, tính là ngươi may mắn, thá cổ chi khư này là tùng mục của tạo hóa tiên vương, bản tọa không tiện truyền tới lực lượng, chẳng qua chỉ cần ngươi vừa ra, sẽ khó thoát khỏi ta đánh giết. Trong nháy mắt hình thể tán loạn, cỗ ý niệm truyền ra, làm cho người ta kinh hãi vỗ mật. Phương Hàn lại không sợ chút nào, đột nhiên thử cơ bắn ra một đạo tiểu số mệnh thư, lập tức mây mù tiêu tán, hắn thấy được một tràng cảnh ở không trung. Ở một nơi hư vô, một thân thể vô cùng to lớn lặng lặng nằm trong quan tài thân thể to lớn kia không biết đã chết hay tạm thời ngủ say. Ở phía trước quan tài có một người nhỏ bé, nổi bật dưới nền quan tài hình thể to lớn. Hoa Thiên Đô. Phương Hàn lập tức nhìn ra, ngồi ngay ngắn dưới quan tài chính là Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô dường như tu luyện một loại thần thông cái thế, trong lúc hít thở, thân thể quan tài vô cùng to lớn kia cũng sẽ theo tiết tấu hít thở của hắn, cũng bắt đầu thong thả hít thở. Đây là tình huống gì? Phương Hàn muốn tính toán lần nữa, hình ảnh này đã hoàn toàn tán đi, không có một chút dấu hiệu cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào phương hàn liên tục suy tính nhưng không cách nào hiển hiện ra hơn nữa một giọt máu kia cũng bốc hơi hoàn toàn hủy diệt rốt cuộc là tình huống gì trong quan tài kia thân thể to lớn hoa thiên đô ngồi trước quan tài tu luyện phương hàn lắc đầu làm sao cũng không suy tính ra đáp án chính xác chẳng qua thân thể to lớn nằm trong quan tài rất rõ ràng là thân thể của hoa thiên quân còn rốt cuộc hoa thiên đô có quan hệ gì với hoa thiên quân vậy thì không biết được về phần quan tài rốt cuộc ở nơi nào phương hàn hoàn toàn không có manh mối trừ khi tu vi của hắn tiến thêm một bước trở thành nguyên tiên thậm chí thánh nhân mới có thể tiếp tục suy tính ra một chút đầu mối phong duyên huynh vừa rồi đã suy tính điều gì cũng không có gì ta thu được một giọt máu của hoa trấn thiên dùng máu của hắn suy tính vị trí của hoa thiên quân tổ sư khai phái vũ hóa môn phương hàn nhàn nhạt nói cái gì rốt cuộc có suy tính ra được không tiểu vũ hoàng hạ chi thu vội hỏi suy tính ra được một chút đầu mối chẳng qua là nhìn ảnh trong xương không rõ ràng lắm xem ra phải thăng cấp cảnh giới càng cao hơn mới có thể nhìn rõ ràng được phương hàn gật đầu làm ra một loại cảm giác thần bí đến cực điểm ta cảm giác được khí tức của tiểu thạch hoàng thạch khí thật nồng đậm hạ chi thu đang muốn nói đột nhiên biến sắc thấy được sắc khí ở phía trước một cỗ thạch khí loáng thoáng tràn ngập ở phía trước một ít yêu thú tán loạn khắp nơi dường như cảm giác được một cỗ nguy hiểm cực lớn phủ xuống đều chạy trốn cỗ thạch khí này Từng tiếng động truyền ra từ trong thạch khí, Phương Hàn nhìn thấy một số yêu thú mạnh mẽ nhiễm phải cỗ thạch khí này, liên triệt để hóa đá, biến thành tảng đá. Thạch khí Phương Hàn trợn mắt nhìn lại. Thạch khí này màu xám trắng, trông vô cùng cổ xưa, bề mặt loang lổ tang thương, tràn ngập vẻ thương hải tang điền. Nó không có vẻ gì tà ác mà giống như một hạt bụi trong dòng lịch sử, khiến người ta vô cùng cảm thán. Thạch khí này từ xa xa lan tràn lại nơi này, cũng có một số giống như từ trong hư không thoát ra, dù có khí tức tang thương của thời viễn cổ nhưng lại phi thường bá đạo, tràn ngập khí phách vô địch. Phương Hàn tận mắt nhìn thấy một con mãnh thú tương đương với nguyên tiên sơ cấp giống giận xuyên qua hư không bay qua. Bản thân hắn có thần quốc nhưng dưới sự ăn mòn của thạch khí, thần quốc không ngờ cũng bắt đầu bị hóa thạch, thế nên hắn cũng phải bất đắc dĩ lao ra khỏi thần quốc xem xét một chút. Nhưng đầu mãnh thú kia vừa lao tới vừa liên tục gầm thét, thân thể bị dính một chút thạch khí, lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ, toàn thân lóe lên pháp tắc muốn bức thạch khí ra ngoài nhưng nó vừa mới thúc giục pháp lực một cái thì thạch khí lập tức thấm sâu vào trong thân thể nó khiến nó bắt đầu hóa đá chỉ không tới ba nhịp thở cả thân thể con mãnh thú này lập tức không thể động đậy không ngờ hoàn toàn bị hóa đá trông giống như một pho thần tượng được điêu khắc vô cùng giống động nhưng không hề có chút sinh cơ giống như hoàn toàn do đá tạo thành hóa thạch đạo tiểu vũ hoàng kinh hãi thạch khí này là do tiểu thạch hoàng phát ra thần thông của hắn bắt đầu phát huy uy lực tới tận cùng Khẳng định hắn đang tu hành nguyên tiên đạo vô thượng. Thạch khí này thật bá đạo. Năm xưa phong thần thạch bi xuất thế cũng có thể khiến tất cả vật chất hư không hóa đá. Đó cũng là chỗ lợi hại của tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi này. Khẳng định hắn đã dung nhập phong thần thạch bi vào trong thân thể của mình nên thực lực tăng vọt. Để ta xem hóa thạch đạo này rốt cục lợi hại ở chỗ nào." Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên phá hư lạnh một tiếng, vung tay chụp một cái. Soạt, một mảng lớn thạch khí trong không gian liền bị pháp lực của hắn dẫn dắt tới trước mặt, quấn quanh cánh tay hắn. Tiếng răng rắc liên tục vang lên, thạch khí này liền thấm nhập vào trong huyết nục của hắn, phát ra tiếng động hóa đá liên tục. Bàn tay hắn lập tức bắt đầu hóa đá, hơn nữa còn nhanh chóng lan ra, chỉ trong chốc lát, cả cánh tay hắn, thậm chí cả bả vai cũng bắt đầu hóa đá. Hiên Viên Phá phát ra tiếng gầm giận dữ. "Lợi hại, mẹ nó, hóa thạch đạo này thật đúng là lợi hại. Không ngờ ta không thể chống đỡ được, đáng chết, chết đi cho ta, xuất ra cho ta." Từ trong thân thể hắn có một luồng lực lượng khổng lồ bắt đầu bộc phát vô số phủ quang từ trong cơ thể ầm ầm bùng lên đánh lên cánh tay muốn bức thạch khí đang thấm vào thân thể này ra ngoài nhưng làm vậy cũng không có chút tác dụng chỉ làm cho thạch khí này giảm tốc độ lan tràn một chút mà thôi tráng sĩ chặt tay thấy không thể tiếp tục như vậy hiên viên phá thất kinh nếu để thạch khí này lan ra thì sợ rằng bản thân có lẽ cũng sẽ bị hóa đá hoàn toàn không thì cũng trọng thương tính mạng khó bảo toàn hắn tuyệt đối không thể ngờ thạch khí này lại mạnh mẽ tới vậy hắn thi triển ra một loại thủ đoạn nghịch thiên khiến cánh tay bị thạch khí thâm nhập nổ mạnh, lửa mạnh bừng bừng bốc lên. Lực lượng của vụ nổ này khiến đám thạch khí cũng đồng quy vô tận, tiêu tán trong không trung. Mà Hiên Viên Phá lúc này biến thành tráng hán một tay. Ghê tởm, hao phí bao nhiêu máu huyết của ta, phải khổ tu cả trăm năm thiên giới mới có thể hồi phục trở lại. Sắc mặt Hiên Viên Phá lộ vẻ khiếp sợ, cánh tay bắt đầu mọc ra huyết nhục và xương cốt mới, cuối cùng không ngờ cơ thể lại diễn sinh ra một cánh tay trắng kiện, gân cốt tràn đầy. Cánh tay này so với cánh tay cũ lại còn tràn ngập lực lượng hơn, đạt tới cảnh giới của hiên viên phá thì sớm có thể tùy ý tái sinh cánh tay cụt so với thân thể bất tử cũng không biết là cường đại hơn bao nhiêu lần ít nhất chỉ tiêu hao một chút nguyên khí mà thôi chẳng qua lực lượng của hắn cường đại cảnh giới cao thâm lại là hoàng giả trì tiên chuyển thế nếu không cũng không có khả năng phản ứng kịp cả người hoàn toàn bị hóa thạch biến thành cho bụi mọi người cẩn thận thạch khí này rất lợi hại có khả năng là do tiểu thạch hoàng bố trí đại trận ở trên hư không quanh chỗ tu luyện của hắn chỉ cần cao thủ tới gần hắn có ý đồ bất lợi đối với hắn đều bị thạch khí này xâm nhập, hóa thành đá tảng. Phương Hàn lập tức nói thật nhanh, hắn đột nhiên vươn tay ra như chớp, thò vào trong thạch khí cuồn cuộn, túm lấy pho tượng hung thú bị hóa thạch kia kéo lại đây. Con hung thú này là một con thần thú trông như con rùa, miệng đầy răng nanh, tiếng gầm thét như sấm, sau khi hóa đá thì dấu hiệu tính mạng của nó biến mất, hoàn toàn trở thành đá tảng, ngay cả pháp tắc cũng biến thành pháp tắc của đá. Một chảo này của Phương Hàn kéo ra, trên bàn tay bị không ít thạch khí dính vào bắt đầu lan tràn ra, sau khi tiến vào trong tinh thể thần quốc, cũng khiến cho bàn tay hắn bắt đầu có một tầng đá đang nhanh chóng kết lại. nhưng hắn chỉ cười lạnh lùng, cánh tay chấn động một cái liền thi triển ra cảnh giới thiên địa nhất thể, lập tức cái tầng đá trên cánh tay liền rơi xuống, hiện ra tầng da tay trắng nõn nhu hòa vốn có. chiêu thức này hiển lộ ra tu vi của phương hàn hoàn toàn trên tiểu phủ hoàng hiên viên phá. con mãnh thú này thật ra có duyên với ta, cảnh giới tương đương với nguyên tiên sơ cấp, là một trợ thủ tốt cho ta. ta thay nó hóa giải hóa đá vậy. Vừa rồi khi thạch khí tiến vào thân thể, hắn vận dụng Chu Thiên Nghi liên tục tính toán, cuối cùng tính ra phương pháp khắc chế. Cách không đánh một trường lên thân thể con thần thú hình dáng như rùa này, lập tức khiến thân thể nó có một tầng sóng gợn lan ra, sau đó tầng tầng đá như bị hòa tan, dần hiện ra lớp da chân thật của nó. Con rùa hung mãnh này vừa khôi phục, ánh mắt lộ hung quang, đầu tiên vừa thấy Phương Hàn ở trước mặt, liền cắn luôn một cái. Hàm răng nanh sắc bén hợp thành một đại trận, giống như đại trận phi kiếm do hơn 10 người cấp bậc cao thủ bố trí, ầm ầm đánh tới, biến thành kiếm mang sắc bén, muốn cắn nát Phương Hàn thành bụi phấn. Phương Hàn sớm đã có chuẩn bị, đánh ra một quyền, lập tức toàn bộ kiếm mang vỡ vụn. Hàm răng của con mãnh thú hình rùa này vỡ tan toàn bộ, biến thành những mảnh nhỏ. Phương Hàn cũng không dừng tay, hai tay đánh ra từng đạo phong ấn, trực tiếp hoàn toàn phong ấn con hung thú này, sau đó đưa long khí vào, từ từ tiêu diệt linh trí của nó. Lúc này một điểm linh quang từ trong thân thể con rùa hiện ra. Đám linh quang này chính là một nguyên điểm, lấp lánh bất diệt, trường tồn vĩnh hằng. Đây là linh quang bất diệt, một điểm pháp tắc nguyên tiên. Sau khi tu thành nguyên tiên có thể sở hữu pháp tắc, cũng hóa thành linh quang bất diệt. Một điểm linh quang, chiếu sáng tương lai, hơn nữa uy lực rất lớn, ngưng luyện lại có thể hóa thành nguyên điểm, một kích có thể phá tan bất cứ pháp bảo nào. Nhưng Phương Hàn cũng không luyện hóa điểm linh quang này cho bản thân mà cho nó tiến nhập vào trong Chu Thiên Nghi. Hiện tại trí bảo tam thập tam thiên toàn bộ đều đã biến thành tiên khí thượng phẩm, có thể tiến thêm một bước thăng cấp rồi nếu thăng cấp thêm một bước thì nó có thể chuyển hóa thành tiên khí tuyệt phẩm, phẩm chất tăng vọt. Phương Hàn vừa mới tính toán vị trí của Hoa Thiên Quân, hoàn toàn không tính ra được mà ngược lại còn bị đối phương phản kích. Nếu như Chu Thiên Nhi là tiên khí tuyệt phẩm thì tới lúc đó càng có thể lần ra nhiều dấu vết hơn. Con mãnh thú dạng rùa này cũng không biết đã sống bao lâu, thậm chí có thể là từ thời vĩnh cổ. Nhận được chỉ điểm của một số đại nhân vật mới tu thành nguyên tiên sư cấp như lúc này, cảnh giới còn trên cả Phương Hàn. Chẳng qua nó gặp phải thứ thạch khí dị thường của Tiểu Thạch Hoàng, sau đó gặp Phương Hàn, ngay lập tức cướp đoạt pháp tắc nguyên tiên của nó, lấy đi linh quang bất diệt. Chu Thiên Nghi dung nhập vào một điểm pháp tắc nguyên tiên, linh quang bất diệt, tốc độ tính toán mau chóng tăng lên gấp bội, chân khí xung quanh nó cũng bắt đầu kết tinh nhưng còn chưa tấn cấp lên tới tiên khí tuyệt phẩm, đang ở trạng thái nửa tuyệt phẩm. Chí bảo tam thập tam thiên càng về sau càng khó thăng cấp, Phương Hàn cũng không quản tới nó, sớm muộn sẽ có ngày tu luyện thành công thôi. Hắn đưa tay chụp một cái, ầm một tiếng liền đánh xuống thân thể con rùa kia, hóa thành chân long khí mà cắn nốt dung nhập vào trong trang văn minh của thú đạo. Trong trang thú đạo văn minh, toàn bộ đều là những đầu thần thú qua lại không ngớt. Phong Duyên Huynh không ngờ có thể phá giải thạch khí không phí chút khí lực, xem ra tiểu thạch hoàng cũng không thể dự vào thứ này nữa rồi. Hơn nữa tiểu thạch hoàng bố trí thạch khí này ngăn chặn rất nhiều thánh tử tiến vào, chúng ta có thể dễ dàng tiến vào trong đó đánh chết hắn rồi. Đây đúng là hắn mua dây từ chói mình. Hiên viên phá cười ha hả nói, không sai, ta hoàn toàn có thể phá giải tầng thạch khí này, giúp cho mọi người không bị hóa thạch. Phương Hàn nói, tiểu thạch hoàng đúng là mua dây buộc mình, tưởng rằng dù là nguyên tiên cũng không chống lại được thạch khí của hắn, không ngờ là ta có cảnh giới thiên địa nhất thể, chuyên để khắc chế tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi. Phương Hàn vừa nói vừa há mồm hút một cái. Tất cả thạch khí lúc này giống như bị kinh ngư hút nước, chui vào trong thân thể hắn, không ngờ bị hắn nuốt sạch tiêu hóa bồi bổ thân thể. Phía trước liền xuất hiện một con đường. Phương Hàn từng bước đi tới, mọi người theo sau, nhất thời thấy không gian bên trong toàn là những vật thể bằng đá có cửa đá, núi đá, tường đá, cột đá, thậm chí cả không gian đều bị biến thành đá, hóa thành một thế giới toàn bằng đá. Chất đá nơi này phi thường cứng rắn, hầu như không thể phá hủy. Hiên viên phá chém tới một búa, một mảnh tường đá, núi đá nhô cao bị nổ mạnh, nát bấy như không gian sâu bên trong lại vẫn tầng tầng lớp lớp tường đá như trước, lại vô cùng vô tận, căn bản không biết tiểu thạch hoàng ẩn ở nơi nào. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi làm cho không gian hóa thạch chính là để bảo vệ bản thân, hắn ở sâu trong trung tâm nơi này tu luyện thần thông tuyệt thế. Chúng ta muốn phá vỡ tầng tầng lớp lớp tường đá, tìm được tiểu thạch hoàng. Điều này vô cùng khó khăn rồi. Không bằng Phương Hàn huynh tính ra vị trí cụ thể của tiểu thạch hoàng. Dường như là hắn muốn hóa thạch hết cả không gian sinh tử quan tài vậy. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nói. Không gian bốn phía khắp nơi đều bị hóa đá, hình thành một vương quốc bằng đá, nửa bước cũng khó đi hơn nữa thạch khí chẳng những từ trong không gian lan ra mà rất nhiều không gian cũng bắt đầu hóa đá kết tinh biến hóa ra đủ loại vương quốc không biết đây là đại trận do tiểu thạch hoàng tống đằng phi bố trí sâu trong chỗ tu luyện của hắn chỉ cần là thánh tử tiến vào liền bị hóa đá dù có thể có thần thông ngăn cản hóa đá thì cũng khó có thể xuyên qua không gian đá này bị ngăn cản ở bên ngoài hơn nữa không gian đá này là một mê cung tầng tầng lớp lớp ẩn chứa huyền cơ trong lúc không hay biết sẽ bị ma pháp trong đó mê hoặc khiến thần trí thất thường tinh thần hỗn loạn cho dù Phương Hàn, Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng tiến vào trong không gian đá này cũng đều có cảm giác không thể thoát thân, rất khó xâm nhập, căn bản không tìm được phương hướng, làm sao có thể tìm được Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi chứ? Đây không phải là lực lượng của bản thân Tống Đằng Phi mà là do tiên khí vương phẩm thượng cổ mà Tống Đằng Phi đang luyện hóa phong thần thạch bi. Nếu một khi hắn thành công thì uy lực so với lúc này còn lớn hơn, có thể chuyển hóa khiến cả không gian của Sinh Tử Quan Tài Thành đá trở thành thế giới của hắn, thành vương quốc của hắn. Trong thạch cốt này không có bất cứ kẻ nào có thể chống lại tống đằng phi không sai hắn đã diễn hóa ra vương quốc đá phải tính ra vị trí chính thức của hắn thì mới có thể đánh chết hắn hoàn toàn nếu không tìm kiếm người trong tầng tầng không gian đá này thì chẳng khác nào mò kim đáy bể chính là rơi vào quỷ kế của hắn nhưng với pháp lực của hắn càng ngày càng thâm hậu hơn nữa lại có lực lượng hoàng giả chi tiên từ từ tỉnh giấc hoàn toàn có thể can thiệp thiên cơ không cho bất cứ kẻ nào tính toán về hắn tiểu vũ hoàng cảm thấy hơi khó khăn nàng đã tính toán nhưng lại không thể tính ra tiểu thạch hoàng rốt cục ở địa phương nào ta tới đây phương hàn bước một bước đứng thẳng phía trước tiểu vũ hoàng khiến trái tim nữ tử này chấn động sau đó đưa hai tay lên cao ôm một cái một quả cầu xuất hiện trước người hắn bên trong quả cầu này loại lên vô số hình ảnh đấy là một vương quốc đá kéo suốt một giải gồm cả trăm ngàn vạn triệu không gian nhỏ bé trong không gian này mơ mơ hồ hồ hiện ra một bóng người sau lưng bóng người này là một cái bia lớn tấm bia này phát ra thạch khí hóa đá tất cả mọi vật. Đây chính là hình thể chính thức của Tống Đằng Phi bị Phương Hàn tính toán ra. Phá cho ta. Phương Hàn vận dụng đạo lực tuyệt thế, tính toán ra vị trí xong liền lập tức ôm hai tay, xoay trưởng đánh về phía bắc. Một lù lực lượng phá không đánh tới, giống như một con trường long đánh tan hư không, bay đi rồi biến hóa, xuyên thẳng qua tầng tầng không gian bị hóa đá. Ngay lúc Phương Hàn đã đánh xuyên qua vô số không gian hóa đá thì ở sâu trong không gian đột nhiên giống như có một loại cấm pháp bị dẫn động, một tấm khiên đá xuất hiện chặn lại. Tấm khiên đá này lớn không thể đo nổi, trên mặt điêu khắc hoa văn, không ngờ lại có thể ngăn lực lượng của Phương Hàn. Chân khí long hình kia bắn lên trên mặt nó lại sụp đổ tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn biến mất. Quỷ phù thần công, khai thiên ích địa, thần văn minh. Chư thần sáng tạo thế gian, chư thần nắm giữ tất cả, chư thần nói vỡ ra thì không có gì ngăn nổi. Phương Hàn giống như đã sớm biết tình huống này sẽ xảy ra, vung tay lên một cái. Thần tộc văn minh sử bay ra, bao vây lấy đại tiên thuật quỷ phủ thần công, hóa thành một cái búa khổng lồ, bay lên cao bổ xuống. Cái bố này chính là vô danh cử phủ, tạo hóa thần khí của Thánh Vương Thủy Tổ thần tộc người khai sáng ra văn minh của thần tộc sử dụng. Mà Phương Hàn hiện tại ngưng luyện ra thần tộc văn minh sử, phối hợp với đại tiên thuật quỷ phủ thần công, lập tức phát ra uy lực khó tin. Thần phủ bay lên đánh xuống, rầm rầm. Sóng không khí lan tràn ra, âm phủ khi chư thần sáng thế lại được tái hiện, mang theo uy lực sáng thế, kích thẳng lên mặt khiên đá. Một tiếng nổ vang truyền ra, tấm khiên đá biến thành vô số mảnh nhỏ sau lưng phương hàn lập tức xuất hiện một đôi cánh tự do dưới chân hiện lên đồ án hành giả vô cương thanh nhân trục nhật ngay lập tức không cần để ý tới khoảng cách thân thể hán nhoáng lên một cái đã tiến vào trong một hắc động đi lực một phủ này thật lợi hại cả đời ta nghiên cứu phủ đạo cho dù là phủ hoàng chuyển thế sợ rằng cũng không phát huy ra uy lực một kích thế này nghe đồn cự phủ trong thiên địa thứ duy nhất có thể vượt qua được ta năm đó chính là thần khí của thánh vương thủy tổ thần tộc một búa đánh tới khai mở văn minh không được vì phủ đạo của ta vì thức tỉnh nguyên thần phủ hoàng chính thức trong thân thể ta ta sau này phải lãnh giáo phương hàn một chút phủ đạo vô thượng mới được tiểu phủ hoàng khiếp sợ nhìn uy lực một búa của phương hàn không ngờ trực tiếp đánh tan khiên đá hắn cũng nhận ra khiên đá kia chính là lực lượng của tiểu thạch hoàng tống đằng phi biến thành phi thường lợi hại có thể chống đỡ hết thảy công kích bản thân hắn muốn đánh tan cũng phải thiếu đốt tinh khí trong cơ thể liên tục đánh ba chiêu thi chuyển ra phá không tam thập lục thức mới có thể đánh vỡ nó mà phương hàn lại dễ dàng đánh tan thủ đoạn bậc này khiến hắn phải ngước mắt nhìn lên phong duyên tìm được chính thức vị trí của chân thân tiểu thạch hoàng rồi đi chúng ta nhanh chóng đi vào tôn thi họa tất cả thánh tử của tam đại môn phái các người tạo thành một trận pháp liên hợp lại lực lượng liên hợp của cấm chế ngươi cũng tương đương với một nguyên tiên sơ giai thậm chí còn lợi hại hơn có thể trợ giúp chúng ta đánh một trận với tiểu thạch hoàng tiểu vũ hoàng cũng vọt theo phương hàn đám người tôn thi họa sớm đã chuẩn bị thánh tử của ba đại môn phái đều nhìn nhau phun ra pháp bảo của mình nguyên khí chân khí dung hợp làm một tiếp xúc với nhau hét lớn một tiếng đồng tâm hiệp lực một người khổng lồ ba đầu chậm rãi ngưng kết thành hình trong không trung người khổng lồ ba đầu này giống như một thiên thần có sáu tay chính là hộ pháp thiên vương vẫn thấy trên thiên đình trong thiên đình có rất nhiều trận pháp nguyên khí tạo thành cử linh thần pháp lực cao cường có thể so với nguyên tiên thậm chí là thánh nhân được gọi là thiên vương môn thần thông này tên là thiên vương tụ thánh pháp truyền lưu rất rộng hiện giờ thánh tử của ba đại môn phái cũng học được môn đạo thuật này, nghi lực mạnh mẽ. Người của ba đại môn phái hỗ trợ nhau, kết hợp lại thành thiên vương có thể sánh với nguyên tiên sơ dài. Thiên vương tụ thánh pháp, ba đầu sáu tay, ngưng luyện thành hình liền bộc phát ra khí diễm cuồn cuộn, thân hình khổng lồ, mặc một bộ áo choàng màu máu, sáu tay cầm sáu vũ khí do nguyên khí ngưng kết thành là như ý câu, hàng ma kiếm, kim cương ngũ, bảo tháp, dây thừng, lợi đao. Ba cái đầu một cái thiện lương, một cái hung ác, một cái không thể hiện cảm tình. Sau khi nhưng tụ thành hình, nó bay nhanh đi, nhoáng một cái liền song song với tiểu vũ hoàng. Vũ hóa môn, diễn thần hầu môn, thông linh đạo tông, ba đại môn phái có tới 10 thánh tử, hóa thành một thiên vương thần này, lực lượng tuyệt đối không kém, có thể vào lúc tranh đấu với tiểu thạch hoàng có tác dụng trọng yếu, không phải là gánh nặng cho đám người này. Phương Hàn đánh tan khiên đá xong, lập tức tiến vào trong hắc động, vào trong hư không chân chính, thấy được tiểu thạch hoàng tống Đảng phi đồng tử trong mắt của hắn co rút lại, thấy được cảnh trong một điện phủ bằng đá. Trong điện đường tấm bia đá phía trước tiểu thạch hoàng tống đằng phi đang từ từ thu nhỏ lại, tiến vào trong cơ thể hắn. Mà trong điện phủ bằng đá này, trên mặt đất có 9 con sông, giống như phân thành cửu châu vậy. Những con sông này không ngờ đều là những linh mạch vương dai, bị tống đằng phi dùng pháp lực vô thượng trấn áp trên mặt đất của thạch điện này, giống như vẽ lên một đồ án. Đồ án nọ không ngờ chính là đồ hình phân chia 10 vạn đại châu của thiên đình. 10 vạn đại châu này trông rất giống động, trung châu, Thần Châu, Thiên Châu, tuyển Châu, Hư Châu, mỗi châu đều được thể hiện ra, trông thật giống như 10 vạn đại châu Thiên Đình bị phân chia thu nhỏ lại vậy. Tống Đẳng Phi nhìn đồ hình dưới mặt đất, lâm vào trầm tư, cũng không cảm giác được Phương Hàn đang vọt tới, tiến vào trong thạch điện. Bước chân Phương Hàn dẫm xuống trung ương của thạch điện, hắn cảm thấy phi trước thạch điện này tự hồ đang sinh ra ma khí hợp trời, đang bị Tống Đẳng Phi trấn áp. Không ngờ trong Vũ Hóa môn lại có thể có nhân vật thế này, phong duyên sao? Ta vốn tưởng rằng ba người Chu Trọng Dương Hoa Trấn Thiên, Vạn Tây An đã là ba kẻ đứng đầu vũ hóa môn rồi. Nếu chỉ có ba kẻ này thì ta cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng không ngờ phong Duy ngươi lại ngang trời xuất thế, khiến ta không thể không coi trọng rồi. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vẫn không ngẩng đầu lên như trước, nhìn đồ hình tinh tế trên mặt đất đại điện. Giọng điệu của hắn thong thả, rất nặng giống như có chất đá xen lẫn trong đó. Lại có ba thân ảnh xuất hiện trong thạch điện. Đó là Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu, Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá, cùng với thiên vương thánh linh do rất nhiều thánh tử hóa ra tốt tốt lắm tiểu vũ hoàng ngươi sau khi bị ta đánh bại vậy mà còn chưa từ bỏ ý định còn muốn tới tìm chết thật sự quá hồ đồ nhưng hiện giờ ngươi nếu đã muốn chết thì cũng đừng có trách ta còn cả tiểu phủ hoàng hiên viên phá hiên viên thế gia các ngươi cùng thái nhất môn ta cũng không có xung đột gì vì sao lại muốn tự tìm đường chết chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề sao hay là bị phong duyên lừa gạt nếu như ngươi nhận sai ta sẽ cho ngươi bước ra khỏi thạch điện này tha cho ngươi một mạng. Còn những người khác, thánh tử của Vũ Hóa Môn, diễn thần Hồng Môn, thông linh đạo tông thì đừng hòng ra khỏi nơi này. Ta muốn nhưng luyện phong thần thạch bi, khôi phục vinh quang vốn có và uy lực của tiên khí vương phẩm này, cần tới linh hồn và huyết nhục của các người để hiến tế. Tiểu Thạch Hoàng vẫn không ngẩng đầu lên như trước. Nhận sai, lui ra ngoài. Hiên Viên Phá hử lạnh một tiếng. Ngươi tưởng tiểu phủ hoàng ta là người thế nào? Ngươi là tiểu Thạch Hoàng, ta là tiểu phủ hoàng, chúng ta ngang nhau ngươi là vương phẩm tiên khí chuyển thế, ta là hoàng giả trí tiên chuyển thế. Ta vẫn nghe nói ngươi hay khoe khoang là đệ nhất cao thủ trong thánh tử. Lão tử không phục, hôm nay sẽ tỉ tí với ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là lấy phủ phá thạch. Trời gieo họa còn có thể tránh, tự mình gây họa thì không thể sống. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi thở dài một hơi. Hiên viên phá, ngươi nếu đã cố chấp như vậy thì đừng trách ta nữa. Hôm nay đám người các ngươi đều không thể ra khỏi thạch điện này. Đừng nói nhảm nữa. Thánh tử thái nhất môn của ngươi đâu gọi hết bọn chúng ra đây. Tiểu thạch hoàng tống đằng phi ngươi cùng bọn họ ra tay luôn đi. Ta sẽ cho các ngươi diệt phong cả thể. Phương Hàn nói. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.